thời lắm luôn á. Thiệt thời cỡ nào anh cũng chịu. Đón xem Đại Kê Chạy Đi phát sóng vào lúc 19:55 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 14/9/2021 trên kênh HTV7. Một phiên bản hoàn toàn mới của Bí Kíp Vàng. Những cuộc thi ngang tài giữa đội chủ nhà và khách mời. Những hình phạt bất ngờ. Ai sẽ là người chiến thắng? Cây nánh răng có thể dùng để tẩy trắng đồ trang sức bạc đúng hay sai? Các bạn đã có 50 triệu đồng. Tất cả sẽ có trong Bí Kíp Vàng mùa 3. Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có các nội dung chính sau đây. Hộ lao động gặp khó, lao động tự do tiếp tục được chăm lo của chính quyền thành phố. Điểm chuẩn đại học của nhiều ngành học, nhiều trường đại học có xu hướng tăng đến 3 điểm. Tỉnh Bình Thuận tổ chức đưa 15 công dân từng vượt chốt bằng xe đông lạnh về quê. Nhận định trước các trận đấu vòng bảng của Champions League diễn ra đêm nay và rạng sáng mai. Thưa quý vị, bên cạnh những hộ nghèo, cận nghèo thì những hộ lao động đang gặp khó khăn, lao động tự do tiếp tục là những đối tượng nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền thành phố. Dù thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước nới lỏng một số quy định về giãn cách nhưng cũng cần có thời gian để người dân ổn định lại cuộc sống và những gói an sinh vì thế tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Nếu không có sự chăm lo, hỗ trợ về nhiều mặt,